À, có một cô này cô nhắn một cái tin nhắn, cô hỏi này: con cũng siêng tu siêng niệm Phật lắm mà sao con cứ bị mọi người trở ngại suốt, từ trong nhà cho đến chỗ làm người ta cứ trở ngại con suốt. Con đem máy niệm Phật người ta cũng không thích. Con niệm Phật ra tiếng họ cũng không cho. Nó tóm lại là con bị trở ngại rất là nhiều. Nên những Đức nói việc này không phải chỉ có riêng cá nhân cô, mà tin chắc rằng rất nhiều người. Có khi bị càng siêng như nào thì lại càng nhiều sự trở ngại chừng nấy. Không. Và lúc nào giải đãi thì đỡ một chút. Giống như cái lu nước vậy thôi, khi bị lấy tay bị quậy cặn nhẹ thì cặn nó búng lên nhẹ, nhưng bị càng quậy mạnh chừng nào thì cặn nó càng trồi lên mạnh chừng ấy. Đó gọi là thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Thí dụ như vậy, vì niệm Phật quý vị phát nguyện sanh Cực Lạc mạnh mẽ, nhưng cái người thế gian này cứ trở ngại suốt luôn. Quý vị đừng bao giờ nói rằng: ủa, con niệm Phật mà Phật không thương, sao Phật không có gia hộ cho con? Không phải. Phật gia hộ quý vị đấy. Bây giờ mình mới có bị cái người thế gian khảo đảo một chút thôi, mà mình đã là giải đãi hoặc là mình chán. Vậy đến khi cặn tư nghiệp, cái tâm lực, nguyện lực, định lực ở đâu để mà mình vượt qua những cái vọng tưởng khi chiêu cảm nghiệp quan gia trái chủ đến? À, nghĩa là bây giờ là lúc mình đang rèn luyện thì sự khảo đảo của con người bình thường thôi, nhưng nếu cái này mà không kiên định được thì khi cận tới nghiệp nó khảo đảo là nghiệp quan gia. Mà nghiệp quan gia đó nó có hiện ra những cái gì quý vị thích? Vừa thích vàng hiện vàng, thích người đẹp hiện người đẹp, thích người nào nó hiện người đó, thích cha thích mẹ hiện cha mẹ, thích chồng thích vợ thích con, thích cái nào nó hiện cái này. Nghiệp quan gia trái chủ họ có năng lực biết được quý vị thích cái gì, hiện ra cái đó. Nên bây giờ lúc mà mình tinh tấn, mình niệm Phật, mình gặp sự trở ngại đó, là coi mình kiên định hay không. Giống Hòa Thượng ấy hiền, không cho niệm Phật ra tiếng thì niệm trong tâm, không cho đeo máy niệm Phật ở ngoài thì bỏ vô trong. Có nghĩa là quý vị làm hết lòng hết dạ rồi mà họ vẫn theo, họ trở ngại hoài, thì nhất định thằng hộ pháp ra tay. Tại vì quý vị là người niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc mà tâm kiên định kiên quyết nữa, thì đến lúc quá bị trở ngại thì lúc đó thằng hộ pháp mới ra tay. Tại vì quý vị đã vượt qua những cái sự khảo đảo thử thách rồi thì lúc đó thằng hộ pháp mới ra tay. Quý vị biết cái con người bình thường sao chống được phần thằng hộ pháp? Người ta đã quá kiên nhẫn rồi, người ta đã vượt qua những thử thách hết rồi, khảo đảo thử thách trở ngại làm người ta đủ cách cho người ta chịu đựng được hết rồi, mà ông dặn ép người ta thì thằng hộ pháp ra tay. Còn nếu như quý vị tính toán so đo với họ từng ly từng tí thì thằng hộ pháp không ra tay, dù có niệm Phật cũng không cảm ứng. Nên mới nói là nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Nên câu Phật hiệu này mình niệm mình phải hiểu nguyên lý, là mình tin chắc 100% có Phật Bồ Tát gia hộ, có thằng hộ pháp gia trì chắc chắn, nhưng mà chưa đến lúc ta hữu cầu tác ứng. Mình chưa phải là chân thật cầu cái cầu sanh Cực Lạc, mình chưa phải là chân thật đâu. Tuy mình nói mình niệm Phật muốn sanh Cực Lạc, hỏi ai muốn giảng sanh đưa tay rồi làm ghê lắm nhưng mà mình còn chưa chân thật đâu. À, nên từ nơi đó mình gặp sự cố gì, gặp chuyện gì, gặp gì trở ngại một chút là bản thân mình đã dao động rồi. Nó hoặc là bây giờ mình nói cầu sanh Cực Lạc mạnh mẽ, tôi muốn vãng sanh, muốn vãng sanh, nghe nói chồng có vợ bé là mình bủn rủn tay chân hết chứ, giả rồi đó thấy chưa. Nó hoặc là mình nghe tin con cái bệnh hay đau hay ai bệnh đau cái mình muốn xỉu, xanh mặt xanh mày quên có Phật hiệu liền, giả rồi đó, nó giả rồi đó. Vì có nghĩa là mình không an định tâm mình được, mình không bình tĩnh được, chúng ta bị bệnh đó, chưa chân thật đâu. À, quý vị biết rằng cái thử thách là ngay chỗ những người bên cạnh mình, những cái mình thân quen và thương yêu nhất.
Tiền bạc vật chất danh tiếng, quý vị dính chỗ nào nó sẽ khảo đảo ngay chỗ đó cho quý vị. Thí dụ như quý vị có căn nhà to, dính căn nhà to thì nó khảo đảo ngay căn nhà to. Còn nếu như người niệm Phật mà chân thật rồi, quý vị nhớ kỹ, dù có một cái gì đẹp nhất, cái gì thích nhất đi chăng nữa, phải nghĩ nó là hư giả. Và khi nó mất đi rồi, nó có cái khác còn lớn hơn, còn tốt hơn. Tại vì mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà cái thế giới cực lạc thì nó rất là viên mãn và đầy đủ. Nên dù mình chưa về cực lạc, nhưng mình ở đây nó có một cái tâm an lạc và biết đủ. Khi cái tâm an lạc mà biết đủ là nó sẽ có đầy đủ. Nhớ kỹ quý vị, cái tâm an lạc biết đủ là quý vị trong hoàn cảnh nào nó cũng đủ thì nó là đầy đủ rồi. Còn người không có tâm an lạc bất an mà không biết đủ, dù có giàu cỡ nào họ cũng vẫn là người nghèo. Nó, thí dụ như vậy, hai vợ chồng với đứa con biết niệm Phật đi, mỗi ngày đi làm có cuộc sống không thiếu nợ ai, biết đủ rồi. Quý vị nhớ kỹ nghe, đã biết đủ thì vì đừng có nhìn cái của người ta hơn mình, đừng có nhìn chiếc xe người ta xịn hơn mình, đừng có nhìn bộ đồ người ta đẹp hơn bộ đồ mình. Nếu mình nhìn như vậy thì mình chưa biết đủ. Còn nếu như mình biết đủ thì mình chỉ nhìn mình thôi, được rồi đó, thì tức khắc quý vị sẽ là một người có đầy đủ. Cái nguyên lý này nó không đơn giản đâu quý vị ơi. Chúng ta có thể nói như vậy đó, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận sâu sắc. Nó, cái này là 100% luôn đó. Chúng ta chưa biết đủ nên chúng ta nhìn cái này kia. Nó, làm cái này chúng ta thấy chưa được, làm cái này chúng ta thấy chưa được, làm cái này chúng ta thấy chưa được. Nó, nhưng mà mình đã khi đã làm được hoàn tất hết trơn rồi, có khi nó sẽ đánh mắt luôn. Thì lúc đó quý vị mới biết quý vị có thật sự cầu sanh cực lạc hay không. Thí dụ như giờ mình nói chuyện, mình giúp một người nào, mình tặng đáy lòng, mình nói quá nhiệt tình hết mình, nhưng họ không nghe mình, đây mới là sự thử thách quý vị. Hoặc quý vị đã giúp họ được rồi, đến lúc họ được rồi họ quay, họ trở mặt lại, họ không cần quý vị nữa, và họ trở mặt quay lưng quý vị luôn, đó mới là sự thử thách thật sự về nghịch duyên. Mà tu hành là cái gì? Trong nghịch cảnh nghịch duyên, và trong thuận cảnh thuận duyên. Nhớ kỹ, thuận cảnh thuận duyên phát tâm Bồ Tát đạo, đã là tâm Bồ Tát đạo thì không giành giật. Tại vì thường thượng cảnh thượng duyên thì có đầy đủ, cái gì cũng đầy đủ thì sẽ bị lấy. Mà không phát tâm Bồ Tát đạo thì chúng ta ai đụng đến là mình sẽ không chịu được. Còn nghịch cảnh nghịch duyên thì đừng phát tâm buồn phiền, mà phải nghĩ cuộc đời này giả tạm, chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi để quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc thì đúng. Có nghĩa là trong thượng cảnh thượng duyên, nghịch cảnh nghịch duyên đều là phương pháp tu hành hết. Nếu như mình thật sự muốn sanh cực lạc, thật sự Phật Bồ Tát đều có thể hiện những người niệm Phật giảng sanh, thuận nghịch có hết chứ? Có hết. Ừ. Nên từ nơi đó mà không có cảnh nào mà Phật Bồ Tát không thể hiện vô. Gùi, mũi, kiến, gián, trùng, dế, bất cứ loài động vật nào, cọp sói, Phật Bồ Tát đều thể hiện vô cảnh giới đó. Các ngài từ bi mà. Các ngài vô cảnh giới đó, các ngài độ một số chúng sanh trong đó, đó. Và Phật Bồ Tát cũng thể hiện những người làm kỹ nữ, làm gái, làm những điều thầm bậy, giật chồng giật vợ người khác, có Phật Bồ Tát thể hiện như cảnh giới đó luôn. Phật Bồ Tát thể hiện đa dạng cảnh giới chứ, làm tất cả các ngành nghề, nên mới có là 53 sự tham học của thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử đi tham học 53 thiện trí thức, gặp kỹ nữ ngài cũng tham học luôn, ngài cung kính không tán thán gì. Làm kỹ nữ sao tán thán? Lên 8 tháng nhiều người đi làm kỹ nữ không được. Cung kính vì họ có tâm Phật. Gặp kẻ ăn cướp, ngài đi là tham học, cung kính nhưng không tán thán. Còn gặp người làm thiện làm tốt, niệm Phật còn làm thiện làm tốt, nhẫn nhịn tốt, cung kính, tán thán. Tán thán là nêu lên quý vị. Còn những điều ác thì không dị gì mà đi nêu lên, mà cung kính là không phỉ báng. Có nghĩa là trong 53 chỗ để đi tham học đó, đó là điều có thuận nghịch tất cả các ngành nghề. 53 là con số, nhưng thật sự là viên mãn trong tất cả các nghiệp, các ngành nghề. Mà thiện tài đồng tử là như Phật Bồ Tát đi tham học. Phật Bồ Tát đi tham học, tham học đó là để cho chúng ta nhận thức. Chúng ta thường là thuận thì chúng ta sẽ thấy mắt mình nhìn thấy đẹp, mình tán thán lên. Nhưng chỉ cần nghịch mình một chút xíu thì mình đã mang tâm phỉ báng liền, nên mình không có khả năng học tập. Mình chỉ biết lựa cái đẹp nhất, tốt nhất thôi. Còn tất cả cái xấu mình cho đó là thứ hôi hám dơ giấy, mình vứt bỏ qua một bên. Nhưng quý vị biết rằng là Phật Bồ Tát từ bi độ là ngay những chúng sanh cực kỳ khổ đạo. Chỉ cần có một tia sáng nhân duyên là các ngài đến liền.
Một tia sáng nhân duyên là cái ngày đến liền. Nên quý vị biết tại sao cái người ác á, họ vừa khởi tâm tu là họ có nhiều cảm ứng. Tại vì Phật Bồ Tát quá từ bi, như chúng ta, như những đức bình thường thôi. Một người cực kỳ ác, họ chỉ cần chịu niệm một câu Phật hiệu thôi là bản thân mình sẽ rất ưu ái họ. Nhưng một con người niệm Phật bình thường gì, những đức thấy quý vị bình thường, bị cứ niệm đi đó. Còn cái người mà không chịu niệm Phật mà họ niệm một câu mình rất ưu ái cho họ, quý vị coi có những người, người ta không niệm Phật, quý vị dám bỏ tiền ra mướn ta niệm Phật. Còn cái người niệm Phật nhiều này, quý vị niệm một ngày 1.000, 50.000, 100.000 câu, người ta cũng không cho tiền quý vị nữa. Tại vì niệm quen rồi, chuyện này tiền gì nữa giờ, đưa tiền quý vị, vị cũng không lấy nữa. Còn cái người, người ta không có chịu niệm Phật, người ta niệm một câu mà nó muốn cho tiền người ta rồi. Phật Bồ Tát cũng y rang như vậy. Cái người cực kỳ ác luôn, các người vừa muốn có cái tâm tu, khởi tâm thôi là Phật Bồ Tát đến liền. Các ngài thể hiện đến liền, không nói chứ. Nếu mà không có người đến khuyên thì các ngài sẽ đến. Đó, quý vị biết, nên từ đó phàm phu mình vẫn là phàm phu. Thấy không? Chỉ cần cái gì mà không vừa mắt mình là bản thân mình đã thật sự phỉ báng. Nên thiện tài đồng tử đi tham học 53 thiện trí thức, đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là chỗ của chúng ta đó quý vị. Nhắc nhở con đường tu của chúng ta đó. Có những cái mình thấy thiện trước mắt nhưng chưa chắc là thiện. Có những cái mình thấy nó bất thiện cũng chưa chắc là bất thiện. Nên bản thân mình rất là giỏi vàng, rất là giỏi vàng. Nên bản thân mình giống như mình sẽ ở trong cái nghiệp lay quay của mãi mãi, không biết quay lại nhìn chính mình. Cái này nguy hiểm lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà nếu như mình chân thật niệm Phật, dù sự trở ngại gì, vì cứ yên tâm đi. Nếu người ta trở ngại quý vị, trùng người ta trở ngại, nhất định Phật Bồ Tát sẽ đến giúp quý vị. Còn nếu như quý vị đấu đá chịu thua nha. Thí dụ như bây giờ đi, ông chồng quý vị niệm Phật, ông quýnh quý vị. Quý vị đang ngồi niệm Phật, ông đá quý vị, ông quýnh quý vị, bịch, xô quý vị quá trời luôn. Mày im cái miệng mày cho tao, bấm miệng mày không im cho tao, mày không được niệm Phật. Mày nhép nhép cái miệng, mày nhép không nhép nữa. Trong tâm niệm là ông chịu thôi vậy. Nên cái câu chuyện nghịch duyên đó, cái ông chồng ông lỡ ông nói mấy thằng bạn, câu bạc hiệu này không đơn giản mày ơi. Tao không cho vợ tao niệm Phật, tao dọn tất cả những đồ cúng kiến, những cái gì mà có cái liên quan đến niệm Phật, tao dọn hết. Nhưng mà cuối cùng thì tâm tâm chịu thôi. Câu bạc hiệu này không giải quyết được. Có nghĩa là nó niệm trong tâm tao chịu thua. Tao cắm bên ngoài nhưng trong tâm nó niệm tao chịu thua. Em thấy chưa? Đó. Nên nếu như mà mình gặp những cái nghịch cảnh nghịch duyên là chắc chắn đời này bị gian sanh là chắc chắn rồi. Khi bị niệm Phật mà có công phu một chút là quý vị đang niệm Phật kia là quýnh bạch sau lưng nó đạp giống cái bà kia. Những đứa kể nhau, bà lễ Phật bà sái nè. Những đứa kêu lễ chậm, xá chậm, nghe âm thanh hay mà đúng là gì, bà xá chậm. Tự nhiên bữa đó nó đi làm về, nó đi chạy xe ôm gì về, nó không có tiền hay sao. Tự nhiên nó bả đang xá xuống, nó bay, nó đạp bả cái. Nó xá xuống gì nó bị bí. Mình đã xá xuống gì là cái đầu nó cúi xuống rồi. Phía sau nó bay, nó đạp vô cái mông, nó chồng mà nó bay, nó đạp vô cái mông. Nhủi đầu một cái. Bà nói, lúc đó nó thật sự với thầy, con còn Phật chút nào đi. Con còn sức nhiêu là con chơi nhiêu thôi. Nó thất bại thấy chưa. Thấy kinh khủng chưa. À, đúng ra lúc đó là bà có công phu rồi đó. Có công phu nó mới chơi đến mức gì. Ít có ai mà chơi đến mức kinh khủng vậy đó quý vị. Tôi chào quý vị nghĩ đơn giản hay sao. Nếu như bị săn hẳn lại với ông chồng này đỏ, chắc chắn quý vị cũng đỏ luôn. Mà ông chồng này đỏ sâu. Tại ông chồng này làm cho quý vị đỏ. Mà cái tâm ác của ông đó là quá ác. Nên ông đã làm thử thách không đúng người. Nên ông đỏ sâu. Còn nếu như quý vị từ bi một chút, thì khi ông thử thách gì, quý vị té cái ạch xuống nhủi cái đầu, thôi đứng lên thì nó đạp nữa, nằm luôn niệm Phật. Nó tưởng đâu mình xỉu rồi, cuối cùng nó thấy tội nghiệp. Nhớ cái việc nếu bị gặp trường hợp đó nghe. Thí dụ như mình xá Phật xuống phải không? Dù mình xá xuống thì nó bay đạp cái bít, té cái ạch, nằm im gu. Nhắm mắt lại. Cái tâm niệm Phật nhép cái miệng mình. Đó. Lúc đó nó thấy tội nghiệp, còn nếu như bị đứng lên vẫn đạp nữa. Cái đầu nó đạp chưa tức, vẫn đạp cái thứ hai mình tức thiệt. Nên cuối cùng mình nằm im, nó phải nhớ lại cái lời này nghe. Nhớ lại cái lời này, dằn cái tâm xuống. Lúc đó là mình đã được cái sự thử thách khảo đảo, vượt qua một lần. Giống cái câu chuyện nghịch duyên mới giảng sanh thù thắng, thấy ghê chưa. Quý vị sẽ gặp nè, tu tại nhà quý vị sẽ gặp nè. Quý vị vô chùa thì quý vị gặp người ta chăm chích, giật chỗ ngồi này kia, chỗ đông người đó.
rồi dành chỗ ngồi làm này làm kia. Nhưng quý vị ở nhà, quý vị sẽ bị ông chồng, bà vợ, con cái nó làm như vậy đó. Hoặc là quý vị đang tu tới xin sắp sửa xong, nó đem chổi ra nó quét, quét vô mặt, quét rác vô mặt vì chơi vậy đó. Nhưng cái làm cho bị tức vì nhìn, mình đang niệm Phật mình nhìn, nhìn à, xong cái lỡ cầm cái lau nhau, ủi với mình kêu đứng lên, đứng lên. Vậy tức không? Đứng lên, bước qua bên, cho lau đi. Mình không đứng lên mà mình ly thì mình thất bại. Đứng lên qua chỗ khác, mình niệm Phật cái gì đâu, hiểu không? Gặp trường hợp này biết, cư sĩ Nhân Đức nhắc quan gia đến rồi. Mà đang lễ Phật, sắp sửa xong tu, sắp sửa kết thúc rồi, sắp sửa gì tới cực lạc rồi, vậy cầm chổi quét nè, quét bụi ngay trên cái mặt mình á, quét bụi vô ngay cái chỗ mình đang lễ Phật á, kỳ vậy đó, quý vị thấy không? Đó, lúc đó quý vị có tu hay không là cái lúc đó đó. Nhớ những điều như Đức nhắc đây nó quan trọng dữ lắm. Nên trong nước ngoài nước gì cũng cố gắng niệm Phật, à, hàng Milo rồi đó, cố gắng ở nước ngoài đều phải cố gắng niệm Phật. Tất cả quý vị bên nước ngoài phải cố gắng niệm Phật. Có câu Phật hiệu là có sự bình an. Đừng bỏ câu Phật hiệu, đừng giải đãi, đừng bỏ câu Phật hiệu. Còn được sức khỏe này tu hành phải cố gắng nỗ lực. Đây là cái mình cầm theo đó. Của cải vật chất, nhà cao cửa rộng cuối cùng cầm theo được đâu. Quý vị hãy nhìn bao nhiêu con người đi, quý vị thấy. Nhưng mà cũng vì nó mà giành giật hơn thua, mà cuối cùng tạo nghiệp chướng cầm theo. Hãy tạo cái mình cầm theo được đi quý vị. Niệm Phật cố gắng lên, không có mệt mỏi gì đâu, nó sẽ an lạc lắm. Tối hôm nay 12 giờ phiên đó nè, cố gắng. Lúc nào mà niệm Phật mà ngủ gục, mắt nó hiếp xuống, leo leo cái tay làm nè, kéo mắt ra, kéo mắt ra, hay không? Nó. Còn khi vô đây, mình ngồi mình niệm Phật trong đạo tràng, trên không chung gì, hiểu không? Trên không chung thì nhiều chúng sanh lắm. Hữu hình cũng thấy, mà vô hình thì quá nhiều. Không chung mà quý vị, cái đường truyền không chung nó đâu có đơn giản đâu. Nó lượn lượn đầy dãy chúng sanh trên không chung. Nên khi bước vô đây niệm Phật có vui đi chăng nữa cũng vui bằng một sự tế nhị. Tại vì không khéo đó đụng chạm lên chúng sanh trên không chung sẽ trở ngại vị tu đó. Đụng chạm ta đó, tần số quý vị sẽ trở ngại con người trên không chung đó đó. Họ đang khổ sở nhờ tần số tốt này mà giúp đỡ họ. Họ sắp sửa lên được rồi, quý vị phá tần số đó, lọt họ xuống họ tức khảo đảo quý vị. Nên lên đây có vui chăng nữa đừng vui quá đáng. Một là chúng sanh hữu hình nhìn đó mà tức tối bực bội kiếm chuyện. Hai là chúng sanh vô hình cảm thấy bực bội vì nhờ mình nghiêm túc tu thanh tịnh một chút mà chúng sanh vô hình được lỡ. Còn vui thì vui trong cái pháp lạc từ tốt, đừng vui quá đáng. Còn nếu quý vị vô đây mà quý vị đóng cửa phòng hay gì đó mà quý vị nhảy tá lả bên chân, coi chừng cái tần số đó nó làm ảnh hưởng tất cả tần số khác. Nó làm chúng sanh vô hình sẽ ghét mình, sẽ bực bội mình, sẽ tìm kiếm mình, làm cho bản thân mình không được ổn định. Nguy hiểm lắm nghe quý vị. Nó nên mình tu phải được sự hướng dẫn cho nó kỹ lưỡng đàng hoàng. Nói không? Nói quý vị nhớ hồi xưa mà vừa vô hoạt cái đó, cái pháp hội của mình là những đức biết sắp đến rồi đó. Hồi đó là những đức nói cái chuyện chia tay, quý vị nhớ chưa? Nhưng mà chúng sanh mình cản là không có được. Họ đang hứng quá, coi kệ đi. Nên từ nơi đó nó chuyển hóa cái này, nó gặp cái khác thôi. Nên từ nơi đó nhớ kỹ nghe. Phải vui nhưng mà phải tế nhị, vui một cái nét vui thì sao nó coi được. Đừng mà vui mà coi chừng quá đáng á, coi chừng mai mốt tới nữa đó, nghe chưa? Mà kỳ này tới là đụng tới đạo tràng, đụng với chúng sanh trên không trung á, đụng với chúng sanh hữu hình á, và chúng sanh hữu hình sẽ tìm quý vị trong giấc mơ đó. Tại vì cái đạo tràng này nó không đơn giản nữa rồi, cái đạo tràng này là lượng tặng hư không có pháp giới rồi. Mà chúng sanh vô hình sẽ lợi ích rất là lớn. Nếu quý vị mà vô đây mà nếu mà mình mà không ổn định và coi chừng họ bằng đêm họ đi tìm quý vị đó. Không đơn giản á, họ tìm mình á. Họ tìm mình là họ nhắc nhở mình phải nghiêm túc, thấy không? Còn vui thì quý vị cứ vui vui bằng sự tế nhị. Dù như chị em cười chào chào nhau, chào Quỳnh Châu, chào Nhân Hiền, chào Nguyễn Ngân, bình thường vậy thôi à. Chào bé Khánh Linh, chào Minh Tệ, chào Đào Mương, Đào Hương, này kia đâu. Nghe vậy thôi thì được, vui vui gì bình thường vậy đó. Chào chăm chỉ niệm Phật nha, chào Đức Thọ nha, chào Đức Hoa Liên nha, vậy thôi. Còn quý vị mà lên mà quý vị mà dùng dãy, quý vị làm ghê quá là nguy hiểm, thấy không?
Nó như Đức vừa nói những công đoạn này, máy điện thoại, máy quay phim hết pin. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là mỗi người mình á, quý vị nhớ là phải tu tập tại gia đình mình là cái lợi ích cho chúng sanh rất là lớn nha. Cái lợi ích tại gia đình mình rất là lớn, nhớ kỹ chỗ này. Nên đã tại gia đình lợi ích rất lớn cho người còn sống cho đến người mất. Thì từ cái tâm nhiệt tình hết mình của mình mà lợi cho mình, lợi cho tất cả chúng sanh luôn. Nhớ kỹ nha. Lợi cho mình và lợi cho tất cả chúng sanh. Cái này cái quan trọng dữ lắm. Nên mỗi một người, những đức nhắc những điều này là nhắc để mà chúng ta phải, cái đạo tràng không chung này nó phải tồn tại lâu dài mãi mãi cho chúng sanh được nhờ. Và nhiều người người ta cũng là đạo tràng trên không chung, nó mà nó ảnh hưởng là ảnh hưởng hết. Nên mọi người chúng ta lên đây tu nghiêm túc hết lòng để tu tập nghe quý vị, đây là thù thắng lắm á. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.